Các bạn, hôm nay Quỳnh Mai đổ bánh ép dẻo của người Huế để ăn. Nguyên liệu Quỳnh Mai có là 100 gram thịt. Quỳnh Mai kiếm thịt ba rọi không được nên đây là 100 gram thịt, gọi là thịt nạc cũng không đúng, mà là thịt có nạc có mỡ các bạn. Đây là 100 gram và đây là cũng 100 gram tôm. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ ướp nó. Đây là một muỗng củ tỏi, của hành xay, bỏ vào thịt với tôm. Và đây là nửa muỗng tiêu, nửa muỗng nước mắm. Tại vì bánh này ăn với nước mắm chua ngọt nên chỉ ướp là nửa muỗng nước mắm thôi. Một muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê bột nêm con gà. Rồi giờ Quỳnh Mai sẽ trộn nó lại với nhau cho đều, rồi đem đi xào các bạn. Đó, giờ trộn cho đều rồi để chừng 15 phút cho nó thấm gia vị rồi đem đi xào. Tôm với lại thịt, thường thường người ta làm thịt ba chỉ, nhưng mà Quỳnh Mai không có thịt ba chỉ nên lấy thịt nạc mà cũng có chút xíu mỡ, đem đi xào cho chín trước. Tại vì bánh này làm rất là nhanh nên cái các thứ thịt gì đó cũng phải làm cho chín trước hết các bạn. Đó, đây là về phần thịt với tôm để làm nhân đó. Bây giờ tới phần bột. Quỳnh Mai dùng bột bột năng các bạn. Đây là bột bột năng là tapioca, đó là bột năng đấy. Thì cái bịch bột này 400 gram, Quỳnh Mai sẽ đổ vào. Bốn trăm gram bột năng, rồi nêm vào trong bột á, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê bột nêm con gà. Rồi Quỳnh Mai sẽ trộn tất cả lại với nhau. Đánh cho nó muối với đường nó trộn lẫn vô trong bột các bạn, để sợ chỗ mặn, chỗ ngọt, chỗ lạc. Đó. Rồi Quỳnh Mai sẽ lấy nửa cup nước
nước ấm các bạn. Nó nửa khắp cũng chưa đúng hẳn, nhưng mà cái loại bánh này mình đổ từ từ, mình đổ từ từ, hãy thấy nó thiếu nước tới đâu thì mình đổ thêm tới đó, chứ mình không có đổ một lượt nên không có biết số lượng là bao nhiêu chắc chắn. Mình may đã có nửa khắp nước ấm. Quỳnh Mai bỏ trong cái máy hầm đó chừng 20 giây cho nó ấm ấm, hoặc lấy nước dồi ấm cũng được các bạn. Đổ từ từ vào, đánh tới chừng nào thấy nó sền sệt là được các bạn. Cái bột năng này nó khó vậy, nó đóng cục đó. Sau khi Quỳnh Mai đổ nước vào trộn với bột thì nó thành sệt sệt như thế này nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ Quỳnh Mai sẽ cho vào tô bột này 2 muỗng cà phê dầu, dầu ăn, hoặc là 1 muỗng cũng được, cho 2 muỗng để cho nó không bị dính các bạn. Đó, 2 muỗng cà phê dầu ăn, rồi trộn cho đều, rồi để bột nghỉ chừng 15 phút rồi sẽ đổ bánh các bạn. Trộn cho nó đều dầu với lại bột. Đó, bây giờ bột nó sền sệt như thế này. Rồi Quỳnh Mai để bột nghỉ sẽ đi làm nhân, tức là cái tô thịt ướp hồi nãy nè các bạn. Đó, đi xào nó cho nó chín. Ngoài ra Quỳnh Mai cũng chuẩn bị một tô hành lá sắc nghiễn và một tô hột gà, đánh ra cho nó đều để đó lát làm bánh nữa. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đi xào thịt với tôm. Mai đã chuẩn bị xong, đây là tô bột để đổ bánh và đây là tô thịt với tôm đã xào chín rồi các bạn, và đây là tô hột gà đã đánh ra. Tô này là 4 cái hột gà và một tô hành lá đó. Vậy là đã sẵn sàng để làm bánh. Và bây giờ Quỳnh Mai có cái máy này để làm cái bánh ép dẻo quế đó các bạn. Nhìn thấy đây là đó, nó có cái càng để mình nhận xuống nè các bạn. Và đây là nó có 2 cái nút, mà cái nút này là điện vô thì màu đỏ, còn hễ mà nó nóng đủ rồi lên thì nó cũng màu đỏ luôn cho mình biết. Bây giờ hiện tại thì nó màu vàng, và mình sẽ check nhiệt độ của nó cao hay thấp là tùy mình đó. Rồi bây giờ Mai check nhiệt độ nó cao vừa thôi. Chừng nào cái này nó ré đi thì dỡ lên để đổ bánh. Máy nó đã hiện cái nút đỏ lên rồi các bạn. Quỳnh Mai bắt đầu đổ bánh. Là Quỳnh Mai cho 1 muỗng cà phê bột vào. Đây, 1 muỗng cà phê. Rồi Quỳnh Mai sẽ đè cái này xuống, đè cây này xuống các bạn. Đó, trở lên. Cái bánh nó đã ra rồi thì cho 1 miếng thịt, 1 miếng hành lá và 1 miếng hột gà. Đây là bánh ép quế
các bạn ăn với salad rau sống rất là ngon. Nếu mà làm mạnh quá thì nó mỏng. Chúng ta đã được cái bánh ép của người Huế rồi đó các bạn, rất là ngon. Rồi cuộn với lại salad rau sống giá. Bữa mai sẽ cho bột nhiều hơn cho cái bánh nó lớn. Bình Mai sẽ cho vào thịt, thịt với tôm. Rất là ngon các bạn ơi, thơm ghê luôn. Đó. Miếng hành. Hột gà. Muốn ngon thì cho hột gà nhiều. Đó. Rất là ngon. Rồi mình ép nó xuống. Một người ăn cậu cả chục cái các bạn. Cái bánh này dày hơn bánh nãy. Rất là ngon. Sữa cho nó ngay chính giữa. Cho miếng tôm, miếng thịt, miếng hành. Rồi cho miếng hột gà. Cho nhiều cái nó chảy ra ngoài. Ép xuống. Bánh này bán ở Huế nha các bạn. Đó. Mình muốn giòn nữa thì mình lật qua bên kia mình ép lại. Đó. Lật qua bên đây ép xuống nữa. Ngon quá xá rồi các bạn ơi, dẻo. Vậy để Quỳnh Mai đổ hết tô bột
Quỳnh Mai đã làm xong bánh ép dẻo Huế. Các bạn nhìn xem rất là ngon đó các bạn. Mời các bạn dùng với Quỳnh Mai nha. Cái bánh này rất là ngon, thơm ngon. Ăn với rau sống, chúng ta cuộn như thế này. Đó. Cái bánh ở phía ngoài, còn ở trong là cà rốt chua ngọt với lại rau sống, rồi chúng ta cuộn lại rồi chấm với nước mắm đó các bạn. Món này rất là ngon, bột dẻo ngon lắm, vừa dẻo vừa giòn. Đó. Vàng vàng là hộp gà, tôm, thịt, nước mắm, rau sống. Một người có thể ăn được 10 cái hơn đó các bạn. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui, khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Ủng hộ Quỳnh Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ và like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin chào, tạm biệt các bạn.